Trên thư của Thánh Austin giám mục gửi cho Berroba: bạn sẽ không tìm thấy gì mà không có trong Kinh Lạy Cha. Dạ như có ai nói: xin làm cho chư dân nhận biết Ngài như chúng con từng nhận biết xưa nay, xin cho các ngôn sứ của Ngài được mọi người tin tưởng, thì người ấy đâu có nói gì khác hơn là: xin làm cho danh Thánh Cha hiện vinh. Ai nói: lạy Thiên Chúa quyền năng, xin phục hồi chúng con, xin tỏa ấn tôn nhan rạng ngời để chúng con được ơn cứu độ, thì người ấy đâu có nói gì khác hơn là: xin cho triều đại Cha mau đến. Ai nói: theo lời hứa của Ngài, xin cho con vững bước, chớ để sự gian tà chớ ấy ngự được con, thì người ấy đâu có nói gì khác hơn là: xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ai nói: xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng để con giàu có, thì người ấy đâu có nói gì khác hơn là: xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Ai nói: lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến vua David và lòng nhân hậu của vua. Hoặc: lạy Chúa, nếu con đã làm như thế, nếu tay con đã làm điều bất chính, nếu con đã báo oán kẻ hại con, thì người ấy đâu có nói gì khác hơn là: xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Ai nói: lạy Thiên Chúa của con, xin cứu con khỏi lũ địch thù, bên đỡ con chống lại kẻ tấn công, thì người ấy đâu có nói gì khác hơn là: xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Và nếu bạn điểm qua hết mọi lời cầu xin lần thánh, theo tôi nghĩ, bạn sẽ chẳng tìm thấy lời nào mà không được chứa đựng hay thâu tóm trong Kinh Lạy Cha. Do đó, khi cầu nguyện, người ta được tự do dùng lời này hay lời khác để nói những ý ấy, nhưng không được tự do nói những ý khác. Đó là những điều chúng ta phải cầu xin không chút do dự cho mình, cho người thân, cho kẻ xa lạ và cho cả kẻ thù nữa. Mặc dù trong lòng người đang cầu nguyện có thể nảy sinh tình cảm hướng về người này hay người khác, tùy theo mối quan hệ gần hay xa. Tôi nghĩ bây giờ không những bạn đã biết phải có thái độ nào khi cầu xin, mà còn biết phải cầu xin điều gì nữa. Được như thế, không phải do tôi dạy dỗ, mà do Đấng đã đoái thương dạy dỗ tất cả chúng ta. Ta phải tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc, và phải xin Chúa là Thiên Chúa ban cho ta cuộc sống ấy. Hạnh phúc là gì thì nhiều người đã bàn luận đủ cách. Nhưng chúng ta cần gì phải đi hỏi nhiều người và bàn luận đủ cách như thế? Trong sách Thánh đã có một câu vắn tắt và chân thật như sau: hạnh phúc thay dân nào được Chúa Trời làm Chúa. Để chúng ta được ở trong dân này và có thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa cũng như sống mãi với người, chúng ta phải nhớ đến điều này. Mục đích của luật là đưa tới đức mến, xuất phát từ tâm hồn trong sạch, từ lương tâm tốt lành và đức tin không giả hình. Trong ba điều kể trên, lương tâm tốt lành thế cho đức cậy. Vậy đức tin, đức cậy, đức mến đưa cầu nguyện đến cùng Thiên Chúa, nghĩa là người có đức tin, đức cậy, đức mến ước ao và biết cân nhắc những gì xin cùng Thiên Chúa dựa theo Kinh Lạy Cha.